Không chỉ thế, Aorus 16X đến từ nhà Gigabyte còn làm được những điều đặc biệt hơn thế nữa cơ. Và xin chào mọi người đã quay trở lại với Hicom. Aorus 16X gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với logo và bảng tên ánh kim sang trọng. Điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của máy chiếu ánh sáng. Máy còn được trang bị thêm nhiều cổng USB Type-A này, HDMI, cùng với đó là jack cắm 3.5 và thẻ nhớ. Và đặc biệt hơn đó là có trang bị thêm cổng USB Type-C giúp chúng ta hỗ trợ việc sạc găng khi mà chúng ta quên mang sạc đi theo bên mình. Sức mạnh của chiếc laptop gaming Aorus 16X này đến từ con chip Core i7-14650HX và ổ SSD lên tới 1TB, và cùng với đó là card đồ họa RTX 4070 sẽ mang cho chúng ta những tựa game cũng như là trải nghiệm mượt mà và sống động. Với 1, 2, 3, 4 khe thoát nhiệt và 5 ống tản nhiệt giúp máy của chúng ta hạ nhiệt khi chơi những tựa game nặng cũng như là thiết kế đồ họa hay là edit video. Với 4 viên màn hình siêu mỏng chỉ 3mm và Aorus 16X này hứa hẹn sẽ mang đến tầm nhìn bao quát và ấn tượng, và tỷ lệ màn hình trên thân máy lên tới 91%, cùng với đó là 3 giấy chứng nhận đến từ Dolby Vision, Barton Validez, TUV Relent, đã đủ thấy chất lượng màn hình này như thế nào rồi đúng không ạ? Aorus 16X nổi bật với Gigabyte Control Center có riêng một tab dành cho AI, đó là AI Nexus. Và trong cái tab AI Nexus này bao gồm 3 tính năng, đó là AI Power Share, đây là nó sẽ có Power Saving này, Balance và Performance. Thì lúc này chúng ta nó sẽ hỗ trợ chúng ta chuyển đổi khi mà chúng ta sử dụng một cái tab, ví dụ như chơi game hay là lướt web xem phim hay là thiết kế đồ họa, nó sẽ tự tối ưu hóa. Và cái tính năng thứ hai đó là AI Boost. Thì cái này khi chúng ta chuyển tab, ví dụ chúng ta đang chơi game mà chuyển sang một cái tab khác, chuyển sang tab thiết kế đồ họa, thì nó sẽ tự chuyển đổi cái chế độ này, và chỉ còn một nút ấn thôi, on thôi là nó sẽ tự chuyển. Và cuối cùng cái tính năng thứ ba đó là AI Generator. Như ở đầu video Minh Phong đã làm cho mọi người, đó là chúng ta có thể Generator cũng như là thiết kế một bức ảnh tùy thích của theo chúng ta mà theo công nghệ AI mà trên chính chiếc laptop này sở hữu. Và ngoài cái phần AI Nexus ra thì trong cái Gigabyte Control Center nó sẽ có thêm phần SSD Tool. Đây chúng ta sẽ thấy được đo nhiệt độ luôn này. Đấy, nhiệt độ hiện tại của chiếc laptop của chúng ta là 28,9 độ C. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có General đây, là cái phần mà tối ưu hóa, ví dụ như khi mà chúng ta chơi game thì chúng ta sẽ chọn sang cái chế độ là Turbo, nhưng mà khi sử dụng công nghệ AI thì nó sẽ tự chuyển đổi cho chúng ta luôn, hay là tiết kiệm điện này, Eco này, hay là Power này. Đấy, nó sẽ có đầy đủ luôn. Ngoài ra thì chúng ta có thể cho cái chế độ là Auto RGB Power Saving thì tiết kiệm cái nguồn điện trên cái chính chiếc bàn phím này. Đây. Và khi mà chúng ta mở một cái phần mềm mà để đo các cái chỉ số cũng như là các cái thông số nhiệt độ hay là cái ứng dụng hiệu năng của cái chiếc laptop này, thì ngoài ra thì chúng ta có cái phần đó là Gigabyte Control Center này, thì chúng ta thấy nhiệt độ của CPU thì dao động từ 60 đến 65% giữa hai cái ứng dụng này, nó xem nhau, cho nên là cái ứng dụng đo này với cái phần mềm mà chính trên chính chiếc laptop này có sẵn ấy thì nó hoàn toàn chính xác này. Còn về phần trăm của CPU thì nó cũng dao động từ 7 cho đến 15%, nó cũng như nhau luôn, cho nên không cần tải thêm một cái phần mềm phụ nào để đo cả, chỉ còn mở cái phần mềm của Gigabyte Control Center này lên là chúng ta có thể thấy đầy đủ các chức năng cũng như là các thông số đo trên này luôn. Và cuối cùng đó là RGB Fusion, là cái phần này là cái phần mà thiên về cái bàn phím của chúng ta. Đây chúng ta có thể thấy trên cái bàn phím của chiếc Aorus 16X này, đấy, được trang bị đèn LED RGB với phím WER hay là ASD đều làm bằng cái nhựa trong như thế này, nó nổi bật lên cái phần đèn LED của chúng ta. Và đặc biệt ở trên cái bàn phím của chiếc Aorus 16X này, nó sẽ thay cái phím FN bên tay phải của chúng ta thành một cái phím, đây phím đặc biệt, khi mà chúng ta chỉ cần ấn như thế này thôi đó, nó sẽ ra Copilot. Đấy là cái phần mềm hỗ trợ cho chúng ta trợ lý ảo trên chính chiếc laptop này đến từ Microsoft. Với những tính năng AI siêu việt đến từ chiếc laptop Aorus 16X này, hứa hẹn sẽ mang đến một sản phẩm cực kỳ chất lượng dành cho các game thủ hay là các editor. Và xin chào và cũng như là cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến từ Hicom. Đến Hicom, nhanh tay chốt đơn ngay, hàng loạt các ưu đãi cực kỳ sốc.